Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu là phần bản tin y tế với các thông tin đáng chú ý như sau. Phẫu thuật lấy khối u buồng trứng cho cụ bà 94 tuổi, tỉnh ta đạt tỷ lệ bao phủ, bảo hiểm y tế gần 84% dân số năm 2017. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh cúm mùa và những điều cần lưu ý. Mục cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, bệnh viện đa khoa Hưng Hà xây dựng bệnh viện không khói thuốc. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 2, tức sáng ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã thực hiện phẫu thuật thành công lấy khối u nang buồng trứng hai bên cho cụ bà 94 tuổi. Bệnh nhân là cụ bà Nguyễn Thị Khuy, sinh năm 1924, trú xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Cụ Khuy vào viện ngày 13 tháng 2 được chẩn đoán là u nang buồng trứng xoắn hai bên, chèn ép gây bí tiểu và đau đớn. Khó khăn lớn nhất khi tiến hành ca phẫu thuật đó là cụ đã lớn tuổi nên vấn đề gây mê rất nguy hiểm, đồng thời cụ lại bị tiểu đường đã lâu, thêm nữa là bệnh tim mạch. Sau khi lên kế hoạch chu đáo, 10 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 2, ca phẫu thuật đã được tiến hành. Hai khối u được lấy ra khỏi người cụ bà có kích thước 250 x 150 mm, nặng gần 3 kg mỗi bên. Hiện sức khỏe cụ Khuy đã ổn định. Năm 2017, toàn tỉnh có trên 981.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế gần 84% dân số. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,56%. Để hoàn thành mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh ta trong năm 2018 đạt 88%, ngành bảo hiểm xã hội cần tiếp tục phối hợp với ngành y tế, thực hiện tốt hơn công tác đón tiếp, khám chữa bệnh và thanh toán cho các đối tượng bảo hiểm y tế, linh động thực hiện việc luân chuyển thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở các khu vực giáp ranh theo nguyện vọng của người tham gia bảo hiểm y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng khi đi khám chữa bệnh. Từ năm 2016 đến nay, huyện Tiên Lữ luôn là một trong những địa phương làm tốt công tác dân số kế hóa gia đình, trong đó phải kể đến là tỷ lệ sinh con thứ 3 và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đều thấp hơn tỷ lệ trung bình của toàn tỉnh. Cụ thể, năm 2017, tỷ lệ mất cân bằng giới tính của huyện là 113 nam trên 100 nữ, thấp hơn mức trung bình toàn tỉnh là 118,6 nam trên 100 nữ. Tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện cũng chỉ chiếm 13%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn tỉnh là 18,2%. Để làm được điều này, huyện đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền về công tác dân số, giúp người dân hiểu và nhận thức đúng đắn về việc sinh đẻ có kế hoạch, cũng như cần thay đổi tư tưởng trọng nam khinh nữ trong các gia đình. Trong năm 2018, huyện Tiên Lữ sẽ tiếp tục phát huy và tích cực làm tốt công tác tuyên truyền hơn nữa để người dân thực hiện đúng pháp lệnh dân số. Thưa quý vị và các bạn, đối với các bác sĩ ở Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Kinh tỉnh, Tết đến họ càng bận rộn hơn vì vừa chăm sóc, vừa điều trị và vừa chăm lo Tết cho các bệnh nhân đặc biệt. Tại Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Kinh tỉnh, hiện có 220 bệnh nhân đang điều trị và sẽ có khoảng 180 người phải đón Tết ở đây. Đa phần họ đều là những bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần nặng hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện sức khỏe tâm sinh lý về ăn Tết cùng gia đình. Đối với những bác sĩ, cán bộ, công nhân viên nơi đây, việc ở lại ăn Tết cùng bệnh nhân đã trở thành một việc quen thuộc. Chính vì thế họ luôn tâm niệm đón giao thừa tại trung tâm là một phần công việc, là trách nhiệm đối với những người làm nghề này. Chúng tôi cũng coi những bệnh nhân ở trong trung tâm như những người thân trong gia đình. Đối với bản thân tôi, đồng nghiệp của chúng tôi đã xác định cái nhiệm vụ là ăn Tết tại đơn vị để đảm bảo bệnh nhân của trung tâm chúng tôi đón xuân, đón Tết vui vẻ, đầy đủ, đầm ấm. Với mong muốn bệnh nhân có được cái Tết đầy đủ tươm tất giống như những người bình thường khác, trước Tết cả tháng, lãnh đạo bệnh viện đã lập kế hoạch chuẩn bị Tết chu đáo cho các bệnh nhân ở lại trung tâm. Số lượng người bệnh ở lại ăn Tết càng nhiều, đồng nghĩa với số lượng y bác sĩ ở lại trực chiến những ngày Tết cũng phải tăng cường. Đón cái Tết cổ truyền của dân tộc, thì chúng tôi cũng tổ chức các cái bữa ăn tươi cho bệnh nhân, cả cán bộ công nhân viên cùng với các cái bệnh nhân mà tương đối ổn định, cùng tham gia làm các cái bữa cơm, cùng đón một cái Tết tràn đầy tình thương. Ngày thường suất ăn của bệnh nhân chỉ được hơn 30.000 đồng một ngày, thì đến ngày Tết thực đơn đã được chuẩn bị phong phú hơn. Ngoài tiêu chuẩn khẩu phần ăn thêm 3 ngày Tết theo quy định của nhà nước, cán bộ công nhân viên còn tăng ra đóng góp một phần kinh phí để mua thêm quần áo mới, thực phẩm cho bệnh nhân. Từng đối tượng đều được bác sĩ quan tâm, làm sao để họ cảm nhận được bữa cơm Tết trong trung tâm cũng ấm cúng, đậm hương vị giống như đón Tết ở nhà vậy. Trong không khí ấm áp, người bệnh và các cán bộ trung tâm bên nhau cùng chào đón một mùa xuân mới với thật nhiều tiếng cười. Ở một nơi đặc biệt, có những bệnh nhân đặc biệt, có những sự hy sinh âm thầm thì nụ cười đó chính là món quà đầu xuân năm mới ấm áp ý nghĩa nhất. Trong những năm qua, với nhiều nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tỷ lệ suy dinh dưỡng tại Khoái Châu đã giảm đáng kể. Năm 2017, huyện Khoái Châu đã tiến hành cân đo cho gần 18.000 trẻ dưới 5 tuổi, trong đó có 10,5% trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng và 22,3% trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở cả hai thể đã giảm so với năm 2016 và giảm còn thấp hơn so với tỷ lệ trung bình của toàn tỉnh. Để đạt được kết quả trên, Khoái Châu đã kết hợp tuyên truyền và hướng dẫn thực hành mà nhận thức của người dân về vấn đề dinh dưỡng ngày càng được nâng lên, sức khỏe bà mẹ trẻ em ngày càng được quan tâm. Theo Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, khuyến cáo để chủ động phòng chống bệnh cúm AH5N1, cúm AH7N9 và liên cầu lợn, mọi người cần lưu ý những biện pháp sau đây. Mọi người cần chú ý không ăn tiết canh, không ăn gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm ốm chết không rõ nguồn gốc, bảo đảm ăn chín, uống chín. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm ốm chết hoặc không rõ nguồn gốc, bảo đảm vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng cho gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Khi phát hiện gia cầm ốm chết, thông báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y, trạm y tế xã phường. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, sử dụng găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khi tiếp xúc với lợn, chế biến thịt lợn, thường xuyên rửa tay với xà phòng. Khi có biểu hiện mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Trước tình hình số người nhiễm cúm tăng cao, khiến nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu thuốc Tamiflu điều trị cúm, Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế khẳng định, qua đánh giá sơ bộ từ số lượng nhập khẩu, hiện đủ khả năng cung ứng thuốc Tamiflu cho nhu cầu sử dụng thuốc trong thời điểm hiện tại ở nước ta. Ông Đỗ Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết, để đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân, Cục Quản lý Dược đã chủ động chỉ đạo các doanh nghiệp dược phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kịp thời dự báo nhu cầu sử dụng thuốc, làm cơ sở cho các đơn vị sản xuất kinh doanh chủ động kế hoạch cung ứng thuốc. Tuy nhiên, ông Đông cũng yêu cầu các đơn vị sử dụng cần chủ động, dự trù, đặt hàng dự trữ tồn kho với các cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu để có kế hoạch cung ứng thuốc kịp thời, tránh trường hợp khi không có dịch không dự trữ, đến khi có dịch không kịp nhập khẩu. Bộ Y tế cho biết, giai đoạn 2 của đề án Người Việt Nam ưu tiên sử dụng thuốc Việt Nam 2017-2020 được triển khai nhằm phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước chiếm 30% ở tuyến trung ương, 50% ở tuyến tỉnh và 75% ở tuyến huyện. Thực tế, quá trình triển khai đề án còn một số sở y tế, bệnh viện chưa thực sự tích cực trong công tác đánh giá, báo cáo tổng kết còn chậm. Đến nay chỉ có 27 cơ sở y tế báo cáo thành lập ban chỉ đạo triển khai đề án cấp tỉnh. Vì vậy, để đạt được mục tiêu này, các cơ sở y tế cần tăng cường chỉ đạo, động viên đội ngũ bác sĩ thực hiện nghiêm các quy định về kê đơn khám chữa bệnh, tổ chức chiến dịch hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam bằng hành động thiết thực trong khám chữa bệnh, kê đơn thuốc được sản xuất tại Việt Nam. Đồng thời, các sở y tế cần đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động các đơn vị cá nhân có thành tích trong triển khai đề án, chú trọng và nâng cao vai trò của dược liệu, thuốc cổ truyền và thuốc dược liệu khi triển khai đề án trong giai đoạn tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, bệnh cúm là một trong những bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus cúm. Bệnh được xem là căn bệnh của đường hô hấp, tuy nhiên nhưng lại gây ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Việc phòng ngừa bệnh cúm là điều rất cần thiết. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh này cũng như là cách phòng bệnh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Đông, Phó trưởng khoa Kiểm soát truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Xin chào bác sĩ có thể cho biết bệnh cúm là gì ạ? Bệnh cúm theo định nghĩa là bệnh cúm là bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính, gây ra biểu hiện một cách đột ngột, biểu hiện là thứ nhất là sốt cao, thứ hai là ho, ho lặng tiếng và kéo dài, thứ ba đau họng, khát hơi, sổ mũi, Còn đối với người lớn và trẻ em mà kèm theo cái dối loạn đi ngoài, dối loạn tiêu hóa, đấy là cái biểu hiện của bệnh cúm. Vậy bệnh cúm thì thường xảy ra vào mùa nào trong năm thưa bác sĩ ạ? Bệnh cúm về mặt đặc biệt bệnh cúm thì xảy ra tất cả các tháng trong năm đều xảy ra, nhưng mà thời điểm cao nhất là xảy ra vào mùa đông xuân, từ bắt đầu trong mùa đông và mùa xuân là thời điểm mà virus cúm có đặc điểm là gây bệnh nhiều nhất. Vì thứ nhất là virus cúm là một virus sống ở môi trường bên ngoài, nó yêu cầu môi trường lạnh và nhiệt độ thay đổi giữa cơ thể giữa ban ngày và ban đêm nó rất là lớn, trên cơ thể mình suy giảm miễn dịch, cho nên là gây cúm nhiều nhất là mùa đông xuân và mùa lạnh. Khi chúng ta bị cảm lạnh cũng là một phần do cúm. Vậy những dấu hiệu nào cho thấy bị mắc bệnh cúm ạ? Khi mà mắc bệnh cúm, chúng ta bị cúm thì biểu hiện đầu tiên là chúng ta khi ủ bệnh 1-2 ngày thì chúng ta biểu hiện thứ nhất là thấy sổ mũi, hắt hơi, chảy nước mũi, xong là chúng ta phải ngạt mũi và ho và sốt cao. Thì diễn biến nước thường bình thường, nhẹ thì trong 1 đến từ 2 đến 7 ngày là khỏi. Nếu trường hợp mà cơ thể bị suy giảm miễn dịch như là bệnh đái đường hoặc dối loạn chuyển hóa, hoặc những người bệnh trẻ em mà suy dinh dưỡng, trẻ em miễn dịch kém, hoặc những người già mà bị bệnh mãn tính thì có thể gây nên tử vong rất là lớn. Cuối cùng bác sĩ có thể cho biết biện pháp để phòng chống bệnh cúm là gì ạ? Biện pháp phòng chống cái nhất là biện pháp không đặc hiệu thì một là chúng ta phải giữ thật ấm cổ, rồi là khi chúng ta đi lạnh chúng ta phải giữ độ ấm trong cơ thể chúng ta, tránh nhiễm lạnh. Thứ hai là nhà phải sạch sẽ, ấm nhưng mà thoáng. Thứ ba, chúng ta ăn uống vệ sinh sạch sẽ, môi trường sống, ăn uống vệ sinh, ví dụ rửa tay trước khi ăn. Và cái thứ tư là chúng ta phải luôn luôn vệ sinh răng miệng, nhỏ thuốc mũi họng để phòng bệnh. Người mắc bệnh cúm, dấu hiệu cúm thì chúng ta không tiếp xúc. Nhất thời kỳ bắt đầu bệnh nhân biểu hiện sổ mũi, hắt hơi và là thời kỳ lây nhiều nhất thì chúng ta không được tiếp xúc. Và biện pháp phòng bệnh đặc hiệu là chúng ta tiêm vaccine phòng cúm. Hiện tại ở cơ quan chúng tôi đã có tiêm vaccine phòng cúm với trẻ từ 6 tuần tuổi đến 9 tuổi, thì tiêm năm đầu tiên là tiêm 2 mũi cách nhau 1 tháng, những năm sau là mỗi năm 1 mũi. Còn trẻ từ 9 tuổi trở lên đến người lớn thì tiêm mỗi năm 1 mũi. Xin cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Bệnh viêm loét dạ dày tái tràng là bệnh lý cực kỳ phổ biến về đường tiêu hóa. Để đẩy lùi triệu chứng, ngăn ngừa bệnh tái phát và tiến triển, sau đây Lương Y, hội viên Hội Đông y huyện Yên Mỹ sẽ giới thiệu bài thuốc nam điều trị viêm loét dạ dày tái tràng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cái bài này là trong đó có khổ sâm. Cái khổ sâm này thì nó là thuốc nam, thì nhiều nhà thì bây giờ rất là nhiều nhà rồng. Đấy, thậm chí là cái này nó chữa rất là nhiều bệnh, ví dụ như là đau bụng này, hoặc là kinh nguyệt không đều này, kéo dài này. Đấy, và tức là nó cắt cơn đau này, nó diệt vi khuẩn đường ruột. Cái này nó chữa cả điều trị cả, thậm chí cả trào ngược. Hoặc là những cái người mà người ta bị ngoài đi, tức là có thể ngày đi 3, 4, 5, 7 lần, dùng cái này rất là tốt. Thì cũng nên dùng từ 100g đến 150g, tức là 1,5 lạng. Đây là lô hội hoặc nha đam thì rất nhiều người biết, mà thậm chí đến bây giờ nhà nào có lẽ nhà nào cũng dùng. Đấy. Cái nha đam này thực ra nó làm đẹp cho phụ nữ rất là nhiều, nhưng chính ra nó đẹp mé ngoài là phụ nữ để ý thôi, chứ còn thực ra nó đẹp mé trong luôn, bởi vì nó điều trị viêm nhiễm bên trong rất là tốt. Cái nha đam này thì thực ra nó là vì điều trị này, vừa chống viêm, vừa điều trị, tức là viêm này, rồi đau này, rồi thậm chí những cái người mà đi kéo dài lâu ngày hoặc phân táo dùng cũng rất tốt. Thì lên dùng khoảng tầm 200g, 200g tức là 2 lạng, đấy là lên thái nhỏ. Cái lô hội thì lên dùng tươi tốt hơn. Cái này thì thường người chúng tôi gọi là, nói nôm na nó là quả chanh non. Cái quả này thì thực ra nói là cái vị thuốc này thì nếu đúng ra mà phân tích thì nó chữa rất nhiều bệnh. Ví dụ như giảm cân, hoặc là ví dụ như là những người bụng to, đầy hơi, chướng bụng, đau bụng, tức bụng. Đấy, dùng cái này rất là tốt. Là trong cái tên Đông y thì nó có thêm một, tức là nó gọi đặt tên khác nữa thì nó gọi là chỉ thực. Dùng được dùng tất, thái nhỏ, phơi khô, sao vàng, đấy, lên uống, tức là sắc uống. Thì có thể được dùng mỗi một lần, mà đun mấy cái này thì từ 30g đến 35g. Cũng mỗi một lần, tức là mình cứ kết hợp 3 thứ này vào, thì mình cứ cho khoảng tầm 3 đến 4 bát. Còn nước thì mình đun lên lấy 1 bát. Thế cứ uống đều như thế thì một ngày uống tầm 3 lần. Đấy, tức là 3 lần như thế, uống này rất tốt, mà thậm chí là chữa cả xương khớp. Đó. Đấy đây là cái bài là tôi phổ biến, ví dụ những người mà đau bụng, tức là cái này nó điều trị gần như là nó tổng thể, phấn táo dùng tốt, rối loạn tiêu hóa. Đấy. Đang đau bụng quằn quại dùng cái này rất tốt. Đấy. Nếu như mà ví dụ như là đau thì nếu như muốn cắt cơn đau nhanh thì tăng cái này, tăng cái củ sâm này lên và tăng cái chỉ thực này lên. Đấy. Cái bài này thì dùng rất là tốt, nhất là về mùa đông này thì tuyệt vời. Nếu như mà dùng cái bài thuốc này thì lên kiêng bia, rượu là chính, với lại những cái ví dụ như là của lết, ví dụ như là xôi này là không nên ăn, thịt chó là không nên ăn, hoặc là ví dụ như là những cái người mà người ta dùng hay ăn củ chua là không tốt, ví dụ cái đấy nó rất là nhiều axit thì vào nó ảnh hưởng, đã điều trị viêm bây giờ lại tương mạnh vào. Nếu muốn ăn củ chua là phải lên để cho nó đỡ đi đã, xong rồi mình ăn, phải lên ăn cơm no đấy. Ví dụ như tránh chuối tiêu là lên cần thiết, trứng không nên ăn. Đấy, ví dụ như trong lúc đang uống thuốc thì cái đấy là tốt hơn. Thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá, một số bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều biện pháp tích cực, cách làm hay, góp phần xây dựng thành công mô hình bệnh viện không khói thuốc lá. Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà là một trong những bệnh viện làm tốt mô hình này. Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà hiện có 12 khoa phòng chức năng với 164 cán bộ y bác sĩ. Hàng ngày tiếp nhận trên 500 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị, cùng với số người nhà bệnh nhân đến chăm sóc người bệnh cũng khá đông. Trước đây, tình trạng người nhà, người đến thăm bệnh nhân vẫn hút thuốc lá tại các phòng bệnh và trong khuôn viên bệnh viện gây không khí ngột ngạt, khó chịu. Trao đổi với chúng tôi về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Tiến Hải, giám đốc bệnh viện cho biết, bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, có nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc bệnh viện xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động và các quy định thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong đơn vị. Tháng, hàng tuần là chúng tôi đều có những cái nội dung đánh giá cái việc chấp hành này. Trước tiên là từ cán bộ, nhân viên, sau đó là đến người bệnh và người nhà người bệnh, từng bước chúng ta làm. Từ tư tưởng cho đến cái biện pháp tổ chức và kiểm tra giám sát, cũng như là những cái biện pháp mang tính chất nguyên tắc bắt buộc phải làm. Đấy, đối với nhân viên, rồi đối với bệnh nhân, rồi đến người nhà bệnh nhân, đối với khách hàng đến bệnh viện chúng tôi làm việc của công tác. Cùng với đó, cán bộ bệnh viện thường xuyên tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiểu rõ về tác hại của hút thuốc lá thụ động đối với sức khỏe, nhắc nhở khi có người hút thuốc lá nhằm hạn chế và tiến tới không hút thuốc lá trong bệnh viện. Hàng tuần trong các cuộc họp với bệnh nhân, đơn vị đã lồng ghép nhắc nhở những quy định của bệnh viện kết hợp với tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, gắn biển báo cấm hút thuốc lá nơi có nhiều người qua lại. Mặt khác, nghiêm cấm việc hút thuốc lá, bán thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện. Nhờ vậy, ý thức tự giác của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân nâng lên rõ rệt. Đấy mà mình vào bệnh viện này thì mình thấy cái lượng người hút thuốc không phải là không có, không là tuyệt đối, cũng có phải là không. Thế nhưng cái lượng đấy nó cũng rất là ít, không phải là nhiều. Mình nghĩ là cái phát huy cái tuyên truyền cái chuyện là chống hút thuốc lá trong nơi công cộng, mình thấy như thế cũng là có cái xu hướng phát triển tốt. Ở nhà con tôi có một tháng hút thuốc, tôi khó chịu. Thế vào viện thế này là sạch sẽ, không có mùi, không có hơi thuốc lá này, chúng tôi rất phấn khởi. Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà cũng tổ chức cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên ký cam kết thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá và mạnh dạn xử lý người vi phạm theo nội quy, quy chế của cơ quan đề ra về việc cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc. Chính nhờ những quy định nghiêm ngặt mà 100% cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện không hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện, tại các phòng chờ khám, các phòng điều trị, tình trạng hút thuốc lá của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã gần như không còn. Được sự chỉ đạo rất sát sao của Hội đồng Quản trị cũng như là Ban Giám đốc của bệnh viện, thì hiện tại ở bệnh viện chúng tôi là thực hiện rất nghiêm túc cái chủ trương là không hút thuốc lá trong bệnh viện. Bản thân tôi thì cũng có một thời gian là có hút thuốc lá khoảng độ 3 đến 5 năm, nhưng mà thấy cái sức khỏe của mình nó kém, với lại được sự động viên của gia đình, bè bạn và sự quyết tâm của bản thân, nên là tôi đã từ bỏ thuốc lá được khoảng 3 năm nay rồi. Kết quả xây dựng bệnh viện không khói thuốc những năm qua cho thấy có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của toàn thể cán bộ, nhân viên đơn vị, bệnh nhân và thân nhân. Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà vẫn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng liên tục đến bệnh nhân và người nhà của họ về tác hại của việc hút thuốc lá, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật không hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và đời sống của chúng tôi số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.